làm về... Ông đợt anh Trường lên Hàn. Trường lên Hàn đấy. Vâng. Đâu ông Trường lên không bảo đấy. Không phải đồng chí Trường dốc nghe đâu. À, không, Trường người Hải Phòng. Người Hải Phòng. Quên. Trường già rồi. Già rồi. Anh nghĩ là một trong hai người Hàn HDP đầu tiên ở Việt Nam. Hai đồng chí Trường Minh Sơn. Tên Trường tên là Sơn. Anh ấy làm gần 20 năm về cái HDP này. Đúng không? Ấy tay nghề giỏi lắm mà. Vâng. Tay nghề kinh nghiệm. Sau này nó bỏ đặt hết rồi xuống. Vâng. Thế em vừa làm xong